Chào đón các bác đến với một chiếc âm ly đến từ đất nước Denmark, Đan Mạch. Riêng thương hiệu này thì báo cáo các bác là rất ít có trên thị trường nhé. Hay, độc, lạ, hiếm. Đấy. Con này thì báo cáo các bác là đây, tất cả các chế độ này, volume này. À, volume thì các bác dùng cảm ứng nhé. Đây là volume cảm ứng hết. Đây, nó dùng cảm ứng này, to nhỏ, cảm ứng hết ạ. Còn bát chét thì chỉnh đây, tăng giảm bát chét đây, chét bát chét cân loa này. Các bác nghe chế độ này, đây có ba chế độ nghe nhạc này, có nhìn chưa? Chế độ nghe stereo FM hay AM này, chế độ on off loudness này, AFC này, rồi là chỉnh radio FM1, FM2, FM3, 4 tùy đến tận 108. Và đây giò đây, đây là giò giò sóng đây, được chưa? Thì đối với con này thì báo cáo các bác là con này đấy. Nhỏ nữa nhé, không cắt đây, đấy đỏ rực bên này là cắt, sang bên này. Thì đối với con này, báo cáo các bác là hàng này là hàng của Đan Mạch, dòng này thì các bác xem rồi, cái thương hiệu loa này, cái thương hiệu loa cũng như là âm ly, loa âm ly và những bộ dàn dòng này, nó là những mặt hàng ở Đan Mạch sản xuất, nó phải nói là dòng hiếm có, ít có lắm, ít có thị trường, đánh rất hay. Con này model của nó là con Bell Master, 2400-2, giá 6,8 triệu. Em dám khẳng định với các bác là các bác kiếm con này xong về nhé, con này nhé, nó dùng họ lại dùng đây, họ dùng này, đậy nắp này, những cái này về các bác vệ sinh đi nhé, băng dính các thứ rồi băng dính các thứ giáp vệ sinh đi. Đấy này, nắp này, bác có thể mở lên này, con này dùng treo tường nhé, treo tường. Thì chút nữa là em sẽ test xong cho bác, em sẽ lật mặt đáy cho các bác xem. Thật ra mặt đáy thì các bác ơi, mặt đáy nó như thế này thôi. Con này cũng con Bell Master nhưng con này model thấp hơn. Đấy, con này là 2400, đấy, ok chưa? Con này là treo trên tường. Cái xay ngang của nó này, 1 này, 2, 3, xay ngang của nó tầm khoảng độ 62, hơn 62. Đấy, nhìn chưa? Khi đóng vào này, cảm ứng nó sẽ đây. Bật tắt ở đây nhé, nhìn chưa? Đấy, này, nút nguồn này, cảm ứng bác nhé, đây là nút nguồn này. Bật tắt ở đây luôn, đây cũng là nút nguồn, cảm ứng tắt. Ví dụ bác muốn đang chạy tắt, nó sẽ tắt này, đấy, nó lên tắt luôn. Và bác tăng giảm volume, bát chét đây, chét đây bác, tăng giảm, được chưa? Đấy, bát đây. Đấy. Do vậy là đây volume tăng giảm đây, tăng giảm luôn đây nhé. Thì sau đây em sẽ test cho các bác, đây là nó hiện chữ T, tức là đang chạy cổng táp F, F1, F2 này, F3 này, 4, 5, cổng phono, đặc biệt là con này có cả cổng phono, các bác cắm đầu cối đĩa than được hết, được chưa? Riêng con này thì nói luôn cho bác là độc nhé, độc chiêu. Dòng riêng âm ly em Tuấn bán bao nhiêu năm rồi nhưng mà riêng âm ly loại này thì hầu như là không có. Con này treo nhé, chút nữa em sẽ treo. Cái đây, cái nắp đáy của nó đây. Cái nắp đáy của nó, cái biến thế của nó nằm hết đây này. Nhìn cái nắp đáy đã sướng này. Biến thế nằm hết đây bác chưa? Đây là cái góc lỗ này để chỉnh nguồn vào 110, 220, 240 chẳng hạn. Con này có đây nhá, con này có giá để treo nhé. Con này thiết kế giá treo, ok chưa? Em đang mở đáy rồi nhưng mà chưa muốn, vừa đang cắm điện, sợ nó chập. Sau đây em Tuấn test cho bác nghe này, giảm bớt đi nhé. Em test em. Ôi dồi, cắm câu like từ điện thoại vào. Đúng chưa? Đấy, đánh con này đấy. Nhỏ này. Đấy, to nhỏ đây nhé. To này. Tắt này, hết này. To này. Giờ em đặt loa, em test loa, em đặt xuống đất. Đặt loa xuống đất là nghe nó không hay. Nhưng mà các bác nghe vào tai được là về nhà bác hay lắm. Bác nhìn chưa? Con này nhá. Con này mà tại sao các bác lại bỏ quên con này? Con này con gì nhỉ? Con MB Wap. Các thầy bỏ quên đôi loa này có mức giá có 3,9 triệu. 3,9 triệu đôi loa này mà các thầy không lấy thì em vái các thầy luôn đây. Con MB Wap có nhìn thấy chưa? Con MB Wap này. QL20C. Con này trở kháng 4 ohm. 110W chưa? MB Wap. Mà các thầy không lấy nó. Hôm nay em lấy em đánh thử cho bác thầy. Có 3,9 triệu. Đây nhá, mở cái thầy này. Thế cái lật này đây này. Nhỏ như này mà có vỏ đấy. Nhỏ như này mà ngày dùng đấy. 3 lần. Ho hen có đấy.
Giờ to nhỏ đây. Khỏi ngay tại nhà. Nó nick quảng cáo nha. Bát chết này. Bát này. Quá đỉnh luôn, phê luôn. Chưa cấm cái gì luôn. Khi giảm hết thì cái nước đỏ nó dồn hết về bên này. Khi tăng, nếu tăng to hơn cơ nữa, nước đỏ nó sẽ báo dần lên này, các bạn nhìn nhé, nhìn này. Đây nút nguồn tắt luôn, cảm ứng. Tất cả cảm ứng hết. Thì sau đây em Tuấn xin phép được rút cái điện ra nhá. Rút điện ra đã, sau đây em mới lật cái đáy cho các bác nhìn. Chứ không là nó tránh nó chạm trực. Đấy, giờ nhá. Rút điện ra. Thì đây các bác nhìn này, cái rắc cắm vào của nó đây. Đây, đây là đường rắc cắm vào. Đây là con này gồm có hai đường loa nhá. Đây một đường loa nữa, đây còn đường loa nữa này. Chạy được hai đôi loa này. Đây nhá, đây còn đôi loa nữa này. Đấy. Đây còn một cổng cắm vào nữa, phono nữa được chưa ạ? Nữa. Đấy, còn về phía dưới này thì em nó thiết kế kín lắm, chả nhìn thấy gì cả. Đúng biên thế và công suất như này. Nặng trịch. Thiết kế treo. Con Bell Max này, mức giá 6 triệu 8. 6 triệu 8 cho bác đây. Hàng bao độc cho bác luôn. Con này các bác treo vào tường, vào tủ. Và treo thẳng vào tường luôn được, đặt nó mỏng. Quá đẹp luôn. Như đẹp này, như này xuất sắc rồi. Còn những cái chỗ này này nó bẩn như này là về bác vệ sinh đi, chứ là không vệ sinh được thì làm cái đề can dán trang trí là xong. Chào các bác ạ.